Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Người để cho vị đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang sáng ngời, trương bao tòa tôn pháp hiền thanh tăng thường trụ tam bảo. Chí tăng đảnh lễ Đại bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thâm Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô
pháp rộng sâu rất nhiệm màu. Trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói Kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ Cấm Cô Độc nữa xa về, cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bừng. Trưởng lão Xa Lời Phất Đại Mùng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Viên Ma Câu Vi La Li Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Nan Đà. A Nan Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tăng Đầu Lư Phá Thường tinh tăng Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế, và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ, đứng Phật báo ngài Trưởng lão Xa Lợi Phất rằng: Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần, có thế giới tên là Cực Lạc. Trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là A Di Đà. Hiện nay đương nói pháp Xả Lời Phật cõi đó, vì sao tên là Cực Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hướng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc Xá Lợi Phất. Lại trong cõi Cực Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc Xá Lợi Phất. Lại trong cõi Cực Lạc có ao bằng bảy chất báo, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đức. Đấy ao thuần dùng các vàng trắng,
bàn bàn lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều niêm sức bằng vàng bạc lưu ly pha lê xa cừ xích châu mã não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh sáng vàng tài ánh sáng vàng xanh đó tài ánh sáng đỏ sắc trắng tài ánh sáng trắng màu nhiệm thơm tho trong sành xa lời phân cõi nướng cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường hay xa lời phân lại trong cõi nương của đức phật đó thường trói giang trời đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mạn đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn đêm cúng dường mười muôn ngưng đứng phân ở phương khác đến giờ thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy lại nửa xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường nào chim bành hàng khổng tước anh và xa lời ca lăng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xá lời phật ông chớ những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của đức phật đó không có ba đường giữ xa lời phân cõi của đức phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do đức phật a di đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi xa lời phân trong còi nước của đức phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao và đóng mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm phật niệm pháp niệm tăng xá lời phân cõi nước của đấng phật đó thành tựu công đấng trang nghiêm dường ấy xa lời phật nơi ý ông nghĩ sao đức phật đó vì sao hiểu là a di đà xa lời phật đấng phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt tháng còi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là A Di Đà
lời Phật đứng Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nên hiểu là A Di Đà xa lời Phật đứng Phật A Di Đà thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm xa lời Phật lại đứng Phật đó có vô lượng vô biên thành Văn Đề Tử đều là bậc A La Hán chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế xa lời Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy xa lời Phật lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bậc bất thôi chuyển trong đó có rất nhiều vị bậc những sanh bồ xứ số đó rất đông chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói thôi xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó vì sao vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi một chỗ xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phương đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó xa lời Phật nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chăm trì danh hiệu của Đức Phật đó hoặc trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày một lòng không tạm loạn thời người đó đến lúc lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó lúc trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà xa lời Phật ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức lời in của Đức Phật A Di Đà phương đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán bất khả tư nghị công đức nhưng thế chư văn sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang phân đại diêm kiên Phật Tu Di Đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật
Phật như thế đều tai nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghề công đức những thiết chư phần sở hộ niềm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần. Vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bưu tướng Phật, tịnh quang Phật, hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình. Hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thân rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương băng có đức diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin xưng tán bất khả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đản ma Phật phạm trang Phật trì pháp Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra cơn lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương trên có đấng phạm âm Phật tu vương Phật hương thường Phật hương quang Phật đại diệm kiên Phật tạm sanh bửu hoa nghiêm thân Phật ta la thọ vương Phật bảo hoa đấng Phật kiên những thiên nghĩa Phật như tu di sơn Phật hằng hà sa số những đấng Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghị công đức những thiên chư Phật sở hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào. Vì sao tên là kinh những thiết chư Phật sở hộ niệm xa lời Phật về nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đấng Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được cả đức Phật hồ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác xa
lời phân cho nên các ông đều phải tin những lời của ta và của các đấng Phật nói. Xa lời phân nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà. Thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về. Xa lời Phật cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân, nếu người nào có lòng tin tài phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng Phật đó cũng ngài khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu, có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trượt kiếm trượt kiếm trượt phiền não trượt chúng sanh trượt màng trượt trúng mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này. Xa lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường, thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác. Và vì tất cả thế gian nói kinh pháp có tin này, đó là rất khó Đức Phật nói kinh này rồi. Ngài Xa Lợi Phất cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào là một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát danh quan tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sang tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng
nọ luôn trơn. Chẳng sanh chẳng dưng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờ chẳng thêm ma cơ ấy, nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân, vốn không ngủ quẩn âm thân. Sáu căn chẳng có sáu trần, cũng không mà thấy rỗng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hán chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả, nhân pháp kia đều xả nhi không mấy vẫn lòng trí huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi cũng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chưa duyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật y đàn bán nhã đạo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hay bán nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh tri đại lần, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng hoài linh, ấy chú vô đẳng thân thịnh hoài thần, trừ tất cả nguyên nhân căn khổ, thức tịnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiện bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng, yên đế yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tát bà ham, yên đế yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tát bà ham, đại từ đại bi thương chúng sinh, đại xa cứu muôn loài, tương tố cho sáng từ trang nghiêm, đệ tử chí tâm quy mạng lễ. Nam mô Như Lai ứng cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thể thế gian giải vô thường sĩ. Điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, Nam mô Đa Báo Như Lai, Nam mô
Nam mô Quảng Bá Khấn Như Lai, Nam mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai. Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dâm dồn trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo. Thế tôn đã đinh ninh dạy bảo, đường vua nên anh mùi quen người mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ, bởi lòng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu, hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về tịnh tam động quy tam bảo, phần giới cấm chuyên trì chú đạo, dưng tận cùng công lễ vô minh, chi phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giác từ bi gia hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh. Con dâng lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm đến bửu thành, đàn tự giác giác tha viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tụng công đức thù thân hạnh, vô biên thân phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng công văn vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trở phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liễu, phố nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ chúng, phẩm liên hoa vi phù màu, hoa khai kiếm phần ngộ vô sanh. Bâng thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, nguyện di thử công đức phổ cầm, nhưng thế ngã đẳng giữ chúng sanh, giai công thành Phật tự quy Phật. Xin nguyện chúng sanh
thử quy pháp ma xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển. Thử quy đại chúng